Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các ban ngành về dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu. Quảng Bình hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Còn nhiều khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe, sinh sản vì thành niên, Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 tiếp tục thảo luận ở hội trường để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu thảo luận liên quan đến vấn đề này. Phát biểu thảo luận tại hội trường, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương đã đưa ra cả nhìn tổng quát về tình hình kinh tế xã hội đang chuyển biến tích cực của đất nước. Báo cáo cũng cho thấy Chính phủ đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên một cách kịp thời, căn bản. Nhiều chủ trương chính sách mạnh mẽ tạo được sự quan tâm, chú ý, sự đồng tình của người dân và khẳng định rõ hơn xu hướng phục hồi của nền kinh tế trong những năm tiếp theo. Báo cáo cũng thẳng thắn đề cập đến một số tồn tại hạn chế hiện nay, trong đó có những lĩnh vực cử tri cũng đã quan tâm, kiến nghị, báo chí cũng đã phản ánh và đại biểu cũng đã có ý kiến nhưng chưa khắc phục được. Để kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững, ông Trần Công Thuật đã đề cập đến một số vấn đề mà chính phủ cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Một là kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thật vững chắc, nguồn thu ngân sách dựa trên thực lực và năng lực của nền kinh tế ở khu vực sản xuất vật chất, cung ứng dịch vụ chưa có những yếu tố tăng đột biến, nên làm sao để duy trì mức tăng trưởng này cho cả năm 2018 và những năm sau là một vấn đề rất khó khăn. Đề nghị chính phủ nghiên cứu để phát huy tiềm năng thế mạnh từng vùng, thực sự để vực dậy những nơi còn khó khăn, quy hoạch phát triển kinh tế cho vùng cùng tốt hơn, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, đầu tư nguồn lực hợp lý để bảo đảm phát triển đồng đều trên cơ sở của các khu động lực của nền kinh tế đất nước. Hai là trách nhiệm quản lý nhà nước của một số cơ quan chức năng của chính quyền địa phương ở nhiều lĩnh vực còn bị buông lỏng, chạy theo tình hình, việc xảy ra rồi mới chỉ đạo, như là tình trạng bạo lực diễn ra ở nhiều nơi, các băng nhóm đâm thuê trả mướn, đòi nợ thuê rất nguy hiểm, bạo lực còn lan cả vào cả bệnh viện, trường học, xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ, vấn đề vệ sinh môi trường, sản xuất thực phẩm bẩn, vấn đề cháy nổ, thuốc giả, vân vân. Thực trạng trên đã làm cho xã hội bất an, đòi hỏi cần được chú ý và có biện pháp mạnh mẽ để chấn chỉnh kịp thời. Ba là tình trạng khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, số đối tượng kéo ra Hà Nội còn nhiều, thậm chí còn liên kết với nhau hò hét gây náo động, có đối tượng còn chuẩn bị cả hung khí sẵn sàng lao vào xe lãnh đạo, bố trí cả người già, trẻ em, phụ nữ tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, hiện tượng lấy số đông để gây áp lực với chính quyền nhằm đòi hỏi chế độ lợi ích của một nhóm người, có sự tiếp tay xúi dục một số phần tử xấu và phản động xảy ra ở ngày càng nhiều. Một số nơi cát cứ từ xử, từ quyết định bất chấp quy định pháp luật gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương. Nhiều nơi dân chủ bị lợi dụng, chưa thực sự gắn dân chủ với những kỷ cương pháp luật. Đây là những vấn đề, những lỗ hổng trong công tác quản lý, đề nghị chính phủ phân công các cơ quan hữu quan có kiểm tra, rà soát và có giải pháp xử lý. Bốn là một số chính sách áp dụng chưa thực sự có hiệu quả trong thực tiễn, chế tài chưa đủ sức răn đe, xử phạt chưa nghiêm dẫn đến nhiều vấn đề bức xúc khó được giải quyết triệt để, như việc lấn chiếm đất đai và cấp đất sai quy định, việc đòi hỏi đền bù giải phóng mặt bằng quá bức so với thực tế, việc khai thác trái phép tài nguyên, đặc biệt là nạn phá rừng, khai thác cát sạn không đúng nơi quy định đã gây hậu quả xấu, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo rất nhiều nhưng vẫn chưa ngăn chặn được và luôn tái diễn ở nhiều nơi. Đề nghị chính phủ chỉ đạo rà soát để bổ sung chỉnh sửa hệ thống các chính sách, các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực trên nhằm đủ sức răn đe và chỉ đạo mạnh tay hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra. Năm là đề nghị chính phủ chỉ đạo để giải ngân nhanh hơn nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ODA, nhất là nguồn vốn ODA vì đây là nguồn lực quý để chúng ta đầu tư cho phát triển. Liên quan đến vấn đề này, cử tri huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tha thiết đề nghị chính phủ sớm chấp thuận cho dự án cấp nước sạch giai đoạn 2 theo nguồn vốn ODA của chính phủ Hungary tài trợ trên địa bàn huyện được triển khai, vì nước sinh hoạt đang là nhu cầu rất cần thiết của nhân dân địa phương này. Đây là địa bàn đang thiếu nước rất nghiêm trọng. Ủy ban tỉnh Quảng Bình đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về dự án này. Kính thưa Quốc hội, trong những năm gần đây, dân khí có những sắc đẹp mới, điều đó là thể hiện niềm tin, sự phấn khởi từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống
gắn với tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, những đổi mới của Quốc hội, vai trò của Quốc hội được nâng lên, việc xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phát động phong trào khởi nghiệp đã tạo cảm xúc và đồng tình hưởng ứng của xã hội. Bà con nhân dân, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và đông đảo cử tri mong muốn cảm hứng này được truyền sâu, lan rộng, trở thành cảm hứng của dân tộc, tạo khí thế và sức mạnh tinh thần cho phát triển của đất nước. Ngày mai 26 tháng 5, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quyết toán ngân sách nhà nước. Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng nay ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức làm việc với các ngành về dự án cửa hàng xăng dầu của công ty xăng dầu Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Hiện nay, công ty xăng dầu Quảng Bình có 42 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa lỏng trên khắp địa bàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân trong tỉnh. Công ty xăng dầu Quảng Bình là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc đóng góp ngân sách cho tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, mặc dù đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành thống nhất chủ trương ưu tiên giải quyết cho công ty xăng dầu Quảng Bình phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại các vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, trong quá trình thực hiện, công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, chỉ giới xây dựng, công tác đầu nối, nên hiện nay vẫn chưa triển khai dự án mở rộng cửa hàng của công ty xăng dầu Quảng Bình theo kế hoạch. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban ngành liên quan tạo điều kiện để công ty xăng dầu Quảng Bình triển khai dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu theo quy định của pháp luật. Sáng nay ngày 25 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền và các sở ban ngành cấp tỉnh năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa mặt trận với chính quyền và các sở, ban ngành, đoàn thể trong thời gian qua. Trong đó, các chương trình được triển khai ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phong phú, thiết thực, sát với thực tiễn và đời sống nhân dân. Việc lồng ghép các chương trình phối hợp với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng thực chất, có hiệu quả, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, làm chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư. Nhiều cách làm hay, sáng tạo tại khu dân cư được phổ biến và nhân rộng. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng kịp thời. Năm 2017, mặt trận các cấp đã duy trì xây dựng mới trên 260 điểm sáng chấp hành pháp luật, khu dân cư điển hình chấp hành pháp luật, gần 100 mô hình về tuyên truyền vận động nhân dân bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên môi trường, củng cố kiện toàn gần 1.400 tổ hòa giải với trên 9.000 hòa giải viên, tiếp nhận và hòa giải thành công gần 1.500 vụ việc. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và các sở, ban ngành, đoàn thể hỗ trợ trên 860 hộ nghèo tu sửa, xây nhà đại đoàn kết, xây dựng 46 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai ở hai xã Lâm Hòa và Thanh Hòa, huyện Tuyên Hòa, hỗ trợ trên 500 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thiên tai, nhận giúp đỡ gần 1.700 hộ đã thoát nghèo. Nhờ đó, năm 2017 đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12% xuống còn 9,48%. Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mặt trận các cấp cần phát huy sức mạnh hành động qua từng việc làm cụ thể, sát thực, lấy sản phẩm cụ thể làm thực đo hiệu quả hoạt động, đồng thời khắc phục tình trạng hoạt động theo hình thức hành chính. Thông qua chương trình phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh năm 2018. Sáng nay ngày 25 tháng 5, liên ngành gồm Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Dự lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, cả ngành sẽ phân công cán bộ chuyên trách thực hiện việc tiếp nhận, đăng ký thụ lý và theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kết quả phải được ghi chép đầy đủ kịp thời vào sổ thụ lý, phản ánh các nội dung gồm ngày tháng năm tiếp nhận, hình thức tiếp nhận, nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tên tuổi và địa chỉ của người hoặc cơ quan tổ chức cung cấp, điều tra viên, kiểm sát viên, kiểm tra viên và cán bộ điều tra được phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm phải thường xuyên phối hợp, đảm bảo việc xác minh, giải quyết khách quan và đúng pháp luật. Quy chế được xây dựng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 25 tháng 5, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Bình Việt Nam và tỉnh Nakhon Phanom, Sakhon Nakhon, Vương quốc Thái Lan. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Sổm Chay Huyết Đăng Rông, tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom và các doanh nghiệp du lịch lữ hành. Nakhon Phanom là một địa phương không chỉ có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử của Thái Lan và là nơi có nhà lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Du lịch ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan khá thuận lợi thông qua đường bộ hay đường bay Chiang Mai Đồng Hới. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh Quảng Bình, Nakhon Phanom và Sakhon Nakhon khai thác tốt dịch vụ, đẩy mạnh tăng trưởng du lịch trong thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, Quảng Bình là địa phương có lợi thế và tiềm năng du lịch, thuận lợi về giao thông sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách, nhất là du khách Thái Lan, và khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch Nakhon Phanom và Sakhon Nakhon khai thác kinh doanh du lịch tại Quảng Bình trong thời gian tới. Tại hội nghị, tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom nhấn mạnh, trong thời gian tới, các địa phương cần tăng cường hợp tác trong phát triển du lịch và thương mại. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp du lịch Nakhon Phanom và Sakhon Nakhon chủ trong khai thác các dịch vụ du lịch tại Quảng Bình trong các tour từ Nakhon Phanom cũng như từ vùng Đông Bắc Thái Lan đến miền Trung Việt Nam và ngược lại. Dịp này, các doanh nghiệp đến từ Nakhon Phanom và Sakhon Nakhon Thái Lan đã cùng với các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình đã gặp gỡ, trao đổi về thông tin dịch vụ du lịch và kết nối hợp tác song phương để tổ chức tốt các tour tuyến du lịch trong thời gian tới. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018 và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, thông qua các câu chuyện trao đổi với các khách mời, các cán bộ chiến sĩ và các học sinh sinh viên đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Các đại biểu đã được giao lưu với những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt, học tập theo Bác trong đời sống hàng ngày. Thông qua buổi tọa đàm nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trong mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Còn nhiều khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe, sinh sản vì thành niên, thanh niên. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, lãnh đạo huyện Quảng Trạch vừa tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện, Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật huyện Quảng Trạch và Tu viện Dòng Miền Thánh Giá Hưởng Phương, xã Quảng Phương.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã ân cần thăm hỏi động viên, biểu dương những thành tích đạt được của các giáo viên, các cháu thiếu nhi trong năm học vừa qua. Lãnh đạo huyện Quảng Trạch mong muốn các cháu ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô giáo, ông bà cha mẹ, học tập tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bà khô, là chủ nhân tương lai của đất nước. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và các bậc phụ huynh cần chăm lo hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập vui chơi trong môi trường an toàn lành mạnh. Ban dân vận tỉnh ủy, liên đoàn lao động tỉnh và ủy ban nhân dân xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phương tại bản Hà Nôn, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa. Bà Hồ Thị Phương, tuổi cao, sức khỏe yếu, lại sống một mình, không con cái, không có nhà, nên nhiều năm qua phải đi ở nhờ cả gia đình trong bản. Với mong muốn giúp đỡ bà Phương có ngôi nhà để ổn định cuộc sống, Ban dân vận tỉnh ủy và Liên đoàn lao động tỉnh đã trích 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn để giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phương, giúp bà vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Hôm qua ngày 24 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa phối hợp với đồn biên phòng Ra Mai tổ chức bàn giao 6 con bò sống cho hộ nghèo tại xã Thanh Hóa. Sau khi được phân bổ 6 con bò giống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với đồn biên phòng Ra Mai tổ chức khảo sát, lập danh sách và tiến hành bàn giao bò cho 6 hộ nghèo tại xã Thanh Hóa, trong đó có 2 hộ là đồng bào Mạ Liêng ở bản Cà Sen, xã Thanh Hóa. Trước khi bàn giao bò, các hộ cũng đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, đặc biệt là kỹ thuật chăn nuôi bò lai sinh sản. Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, được Bộ Y tế chọn làm tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Trong tuần lễ này, ngành y tế sẽ thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại 27 cơ sở y tế giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về phòng chống tác hại thuốc lá cho các cán bộ y tế, công an, thanh tra, mặt trận và cán bộ chủ chốt của một số huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế đã chấm dứt việc hút thuốc lá tại nơi làm việc. Tuy nhiên, tại nhiều nơi công cộng như nhà ga, bến xe, quán cà phê, chợ trên địa bàn tỉnh, không khó bắt gặp hình ảnh người hút thuốc lá thản nhiên nhà khói thuốc, không quan tâm đến những người xung quanh. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không khói thuốc, Sở Y tế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cấm hút thuốc lá, nghĩa vụ của người hút thuốc, quyền nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo số liệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế, năm 2017, cả nước có 74 người chết do bệnh dại và 500.714 người phải đi điều trị dự phòng, trong đó có 85% là do chó cắn, tăng 21% so với cùng kỳ. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước đã có 16 trường hợp tử vong do bệnh dại. Hiện nay đã bước vào giai đoạn nắng nóng, cũng là mùa thuận lợi cho bệnh dại phát sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống bệnh dại, trong đó trọng tâm là quản lý đàn chó nuôi và tiêm phòng triệt để vaccine dại. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho chó trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 43% tổng đàn, trong đó các huyện Minh Hóa, Lệ Thủy, Tuyên Hóa có tỷ lệ tiêm phòng thấp dưới 35% tổng đàn. Nguyên nhân tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại đạt thấp chủ yếu do ý thức trách nhiệm của người dân với công tác tiêm phòng dại chó chưa cao. Bên cạnh đó, do tập quán ở các huyện là nuôi chó thả rông, không chuồng nuôi nhốt, không có xích, rò mõm, nên việc bắt giữ để tiêm rất khó khăn. Hơn nữa, chưa có trường hợp chủ vật nuôi chó bị xử lý triệt để khi không chịu tiêm phòng, và cũng rất ít có chủ vật nuôi phải bồi thường thiệt hại khi để chó thả rông cắn người theo quy định. Do vậy, chưa đủ sức răn đe và nâng cao ý thức người dân với công tác phòng chống bệnh dại. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa vừa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đợt này, lượng cá giống được thả xuống đập Ba Nương, đập Khe Sù và đập Eo Hù là 20.000 con, gồm cá rô phi, cá trắm, cá chép lai, cá mè trắng, cá mè hoa. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã kêu gọi người dân nâng cao nhận thức trong tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Vụ đông xuân 2017-2018, thành phố Đồng Hới gieo cấy lúa gần 950 ha với các loại giống như X21, NX30, IR35366.
tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa. Nhờ chú trọng công tác bảo vệ thực vật, chủ động nguồn nước tưới nên cây lúa sinh trưởng và phát triển đồng đều, năng suất lúa ước đạt 57 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng trên 5.300 tấn. Trong đó một số hợp tác xã năng suất đạt khá cao, 60 tạ trên 1 hecta như Hữu Cung, Lộc Đại. Hiện nay toàn thành phố thu hoạch được trên 50% diện tích lúa thu hoạch, đến đâu bà con nông dân các địa phương tập trung cày ải đất, vệ sinh đồng ruộng đến đó, đồng thời chuẩn bị giống các loại vật tư phân bón để bước vào sản xuất vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và tổ chức hội thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền hiện vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, nhu cầu tìm hiểu về giới tính, sức khỏe sinh sản cho các em chưa được đáp ứng đầy đủ. Hôm nay, câu lạc bộ Trái Tim Hồng, trường Đại học Quảng Bình tổ chức sinh hoạt nhóm thảo luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên, thanh niên. Chủ đề lần này là giới thiệu các điểm tư vấn sức khỏe sinh sản cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, các bạn đang gặp phải một số khó khăn là những sinh viên mới vào trường chưa mạnh dạn đến các điểm tư vấn và nhân viên tư vấn chưa thực sự gần gũi tận tình hỗ trợ khi sinh viên tìm đến. Một số cái trung tâm họ cũng quan tâm chi tiết đến cái việc phòng tránh thai mà chỉ đưa ra những cái biện pháp gọi là đơn giản mà khái quát thôi, chứ không đi cụ thể, cho nên làm cho các bạn có thể là hiểu nhầm hoặc là cũng hiểu rõ, cho nên từ đó xảy ra những cái hậu quả không mong muốn. Đấy là vấn đề nhạy cảm, nên là mấy bạn khi rút xe, bản thân em cùng đôi khi cùng rút xe này. Những năm qua, trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho sinh viên như nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt ngoài khóa. Để thu hút sinh viên tham gia, nhà trường đã gắn hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản vào đánh giá rèn luyện sinh viên cuối mỗi năm học. Thông qua các hoạt động này, nhiều sinh viên đã chủ động tìm hiểu kiến thức phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. Những năm đầu đại học thì vấn đề này thì cũng khá, em cảm thấy cũng khá là quan trọng, tại vì mình lớn hơn biết phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, nên là từ tìm hiểu trước cái gì không biết là mới hỏi mẹ, hoặc là tìm hiểu rồi mới chưa chắc chắn thì sẽ hỏi mẹ là chắc chắn. Hiện nay, sức khỏe sinh sản đang là mối quan tâm chung của các bạn trẻ lứa tuổi vị thanh niên, thanh niên. Tuy nhiên, để những kiến thức về sức khỏe sinh sản thực sự bổ ích, giúp các em có đủ kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh mang thai ngoài ý muốn, thì các bạn trẻ rất cần sự quan tâm đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Đa số chúng ta hiện nay, chúng ta chưa có những phim ảnh rõ ràng, các mô hình trực quan rõ ràng để tiếp cận, và chúng ta đa số chỉ nói qua tuyên truyền bằng miệng. Chúng ta đang có cách nhìn chưa đúng về các cái biện pháp tránh thai như bao cao su hay các biện pháp khác. Tuy nhiên, chúng ta giỏi như là sinh viên mà sử dụng đi mua bao cao su giống như một việc kỳ thị, khi mà thanh niên nói chung mà sinh viên khi mua bao cao su thì đấy là tôi nghĩ đấy là đầu tiên họ nghĩ đấy là một cách bảo vệ trước, bảo vệ chính mình, bảo vệ cho bạn, và chính đại cho đừng nghĩ đấy là một cái xấu không nên, mà có cách nhìn khác cho sinh viên. Còn đây là giờ học về sức khỏe sinh sản của các em học sinh lớp 12A5, trường phổ thông trung học Đào Duy Từ. Diễn ra trong bầu không khí thân thiện, cởi mở, thầy giáo và học sinh cùng nhau chia sẻ những kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản. Sau những buổi học như thế này, các em rất tự tin, mạnh dạn, có kỹ năng ứng xử phù hợp trước sự thay đổi của cơ thể mình cũng như bạn khác giới. Thầy cảm thấy rất là thích thú, bởi vì học sinh nữ, học sinh nam 12A5 rất là trải nghiệm, đặc biệt nhất là kiến thức chuyên sâu của môn sinh, các em trả lời rất là tuyệt vời. Ngoài những giờ lên lớp, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài khóa giúp các em phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần. Đây cũng là dịp để các thầy cô giáo gần gũi nắm bắt được những diễn biến tâm lý, hướng cho các em có cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần. Sức khỏe và sinh sản của vị tuổi thanh niên thì nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm đã thành lập các cái tổ chức các cái buổi ngoại khóa, ví dụ như các cái cuộc thi về sức khỏe sinh sản. Nhà trường có tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa lớn để hướng dẫn cho các em học sinh và cho các em học sinh tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, nhằm hạn chế những cái điều rủi ro
của hệ thống toàn mà các em chưa hiểu trong cuộc sống. Nâng cao nhận thức cho vị thanh niên về sức khỏe sinh sản không phải là việc làm của riêng một cơ quan, trường học hay gia đình, mà cần sự quan tâm của toàn xã hội. Những kiến thức về sức khỏe sinh sản sẽ giúp các em phát triển một cách toàn diện về tâm lý, góp phần hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn, lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, để vị thanh niên tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.